Theo mục tiêu đề ra trước ngày 1 tháng 7, ngành công an sẽ cấp được 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip. Bộ Công an cùng công an các địa phương đang triển khai cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân ở trên toàn quốc. Ngay ở các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, có rất nhiều cư dân đến từ các tỉnh thành khác tới sinh sống và làm việc cũng sẽ được phép làm thẻ căn cước gắn chip ở nơi tạm trú. Cụ thể, trường hợp đã được cấp căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân 12 số nay đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành, nếu công dân đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội đã được cấp căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân 12 số thì có thể đến phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an hai thành phố này để làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và chứng minh nhân dân, căn cước công dân cũ nếu có. Trường hợp cấp căn cước công dân gắn chip lần đầu hoặc đổi từ chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân gắn chip, công dân vẫn phải về nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục theo quy định. Sau này, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân đi vào vận hành, dự kiến tháng 7 năm 2021 tới đây, công dân lúc đó có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý căn cước công dân nào để làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip. Sau khi được cấp chứng minh nhân dân 12 số hoặc căn cước công dân mã vạch, mã số định danh của công dân được lưu trên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư. Đây cũng là lý do công an tạm trú tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc tỉnh thành khác có thể làm thủ tục đổi sang căn cước công dân gắn chip mà không cần phải về nơi đăng ký thường trú. Thưa quý vị, nếu như là dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu khiến cho chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nông sản khó tìm được đầu ra thì chính những khó khăn từ dịch COVID-19 cũng đã đem lại cơ hội để các doanh nghiệp nông nghiệp số hóa các sản phẩm của mình, biến nguy thành cơ. Một trong những cơ hội đó chính là sự phát triển của thương mại điện tử, mà cụ thể là việc đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên các trang thương mại điện tử đã và đang mang lại những kết quả rất khả quan. Và câu chuyện tiêu thụ trứng gia cầm tại tỉnh Hải Dương, địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 là một ví dụ. Chào các bạn, tôi đang đứng ở trang trại trứng gà Cẩm Đông. Trang trại đã được đạt theo tiêu chuẩn Việt Gáp và vừa rồi là đã được cấp cái ô cốp 3 sao và điều nữa là đang bán trên cái vỏ sò Việt Theo. Mời các bạn sẽ vào với cái thông tin đó và tham khảo để mua trứng gà Cẩm Đông. Ông Đào Hữu Thuần, chủ một trang trại gà đẻ trứng tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương đang quay video để đăng tải trên trang thương mại điện tử vỏsò.vn. Với cách làm này, hiện mỗi ngày, ông Thuần đang tiêu thụ được khoảng 20.000 quả trứng qua sàn thương mại điện tử với giá 24.500 đồng một chục, trong khi giá trứng trên thị trường đang giảm sâu dưới 20.000 đồng một chục. Từ khi vào cái giao dịch kỹ thuật số này thì vào cái hàng nhà mình thì mỗi ngày nghĩa là tăng dần thêm một ít. Hàng nghĩa là trôi đều đều, mọi các siêu thị là đều gọi đến gia đình nhà mình để đặt mua. Thêm cái kênh này thì mình thấy là bán hàng là nó có độ chắc chắn và tin cậy hơn và đảm bảo cái mình xác định là cái nguồn được lâu dài hơn. Để được tham gia các sàn giao dịch điện tử, các mặt hàng nông sản phải đạt chứng nhận OCOP do Ủy ban Nhân dân các tỉnh cấp. Khi mua nông sản trên sàn thương mại điện tử, khách hàng sẽ được tìm hiểu từ quy trình sản xuất đến hướng dẫn sử dụng. Cũng nhờ sàn thương mại điện tử mà thị trường tiêu thụ nông sản cũng được mở rộng hơn. Trên cả nước đã thấy được là cái hiệu quả về cái giao dịch số thì nó sẽ thuận lợi rất nhiều, và trong tương lai thì chúng tôi sẽ cố gắng là sẽ tuyên truyền và mở rộng cái mô hình điểm để nhân rộng cái mô hình phát triển rộng hơn trên địa bàn huyện Cẩm Giang. Tỉnh Hải Dương hiện có khoảng 30 sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Đây là một trong những hướng đi mới cho nông dân Việt. Từ đó kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, cắt giảm khâu trung gian để người tiêu dùng được mua sản phẩm với giá tốt nhất. Thưa quý vị, cả nước hiện có gần 4.500 sản phẩm OCOP được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Trong thời gian vừa qua, bên cạnh các kênh tiêu thụ truyền thống và quảng bá giới thiệu bán hàng trực tiếp tại các sự kiện hội chợ thương mại, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP ở trên cả nước đã mạnh dạn sử dụng kênh thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ. Và việc tiếp cận khách hàng thông qua hình thức này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định là một trong những nội dung trọng tâm cần được ưu tiên trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh thế giới và trong nước vẫn đang sống chung với đại dịch COVID-19.
Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ chuyên sản xuất các loại trà từ búp chè San Tuyết được nông dân canh tác trên các đỉnh núi cao tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Tham gia chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm, Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ có một sản phẩm chè đạt 3 sao, 2 sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao, đó là hồng trà và trà xanh. 3 năm trở lại đây, Hợp tác xã đã đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm thông qua các hội chợ thương mại, các gian hàng giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt, từ năm ngoái đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc quảng bá các sản phẩm chè thông qua thương mại điện tử càng được Hợp tác xã quan tâm đẩy mạnh. Hiện nay Hợp tác xã chúng tôi có rất là nhiều mẫu mã đa dạng, đặc trưng là hình ảnh của bà cụ thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên. Bên cạnh những sản phẩm bao bì thì chúng tôi có in website của Hợp tác xã để khách hàng có thể truy cập dễ dàng hơn. Qua cái thống kê báo cáo của các cái cơ sở này thì cái vấn đề sử dụng công nghệ để tiêu thụ sản phẩm là đã đạt tới từ 20 đến 30% tổng những cái sản phẩm tiêu thụ của mình bán ra thị trường. Và những cái khách hàng mới là gần như là bây giờ người ta không cần phải trực tiếp đến để giao dịch, mà người ta chỉ giao dịch qua một cái trang thông tin điện tử nào đó để phù hợp là sẽ làm việc được và cũng là bán hàng giao dịch rất thành công trên các cái trang này. Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, trong thời gian qua, các sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, đảm bảo điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, các chủ thể đã tập trung xúc tiến sản phẩm OCOP qua giao dịch thương mại điện tử. Hiện đã có khoảng một nửa trong số các sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao tiêu thụ thông qua hình thức này. Cái định hướng trong thời gian tới, chúng ta không chỉ đẩy mạnh hơn nữa cái công tác xúc tiến, triển lãm, hội chợ, kết nối với các cái chuỗi siêu thị hoặc là cái hệ thống phân phối hiện hành, mà một hướng chúng tôi muốn đẩy mạnh hơn là hỗ trợ cho các chủ thể có thể trực tiếp bán hàng trực tuyến thông qua việc đào tạo, thông qua hỗ trợ năng lực và kết nối với các cái sàn thương mại. Thì đây là một cái hướng đi đặc biệt. Hiện nay như là các cái sàn thương mại lớn, điện tử lớn trên thế giới như Amazon thì họ nói là hầu hết các cái sản phẩm, trên 80% sản phẩm của Việt Nam bán trên sàn Amazon là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Giao dịch thương mại điện tử là xu hướng tất yếu và hiệu quả thời 4.0, đặc biệt trong bối cảnh cả thế giới phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh việc đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, các chủ thể OCOP cần có sự trang bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và nhân lực để bắt kịp với xu hướng mới của thị trường. Thưa quý vị, chăn nuôi gia cầm hay gà thả vườn đã là ngành nghề khá lâu đời đối với bà con nhân dân tại các địa phương ở trên khắp cả nước. Tuy nhiên, để phát triển ngành nghề này từng bước trở thành một trong những ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập cho người dân, người chăn nuôi trên khắp cả nước và đặc biệt là với người dân tại các vùng sâu, vùng xa, cần tập trung thay đổi tư duy sản xuất, biến chăn nuôi nông hộ thành sản xuất hàng hóa. Tại Quảng Bình, một mô hình hợp tác xã chăn nuôi phát triển thương hiệu gà đồi đã được hình thành từ tháng 6 năm 2020. Sau 6 tháng triển khai thì đến nay, diện mạo thương hiệu gà đồi Thái Thủy của huyện Lệ Thủy đã và đang được thị trường đón nhận với những dấu hiệu khả quan. Gà đồi Thái Thủy được người dân tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy thả nuôi từ rất lâu. Gà đồi Thái Thủy có thời gian sinh trưởng chậm, nhưng đổi lại, chất lượng thịt và mẫu mã được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng. Tuy nhiên, việc phát triển nhỏ lẻ khiến giá trị kinh tế mang lại chưa cao. Tháng 6 năm 2020, Hợp tác xã Gà đồi Thái Thủy đã chính thức được thành lập với 10 thành viên là những hộ nông dân bản địa, nhằm mục đích gắn kết các hộ chăn nuôi, định vị thương hiệu gà đồi Thái Thủy. Vào thành lập Hợp tác xã đôi thì được tập huấn, rồi là được hỗ trợ vay vốn, với là vào hợp tác xã đôi thì được mua chung sản phẩm như con giống, rồi thức ăn, rồi thuốc thú y. Nhận thấy rõ tiềm năng trong phát triển chăn nuôi gà, xã Thái Thủy đã ban hành nghị quyết về chủ trương phát triển chăn nuôi gà an toàn sinh học gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2019. Cùng với sự hỗ trợ của dự án xây dựng mô hình sản xuất mỗi xã một sản phẩm OCOP ở một số tỉnh phía Bắc Trung Bộ do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, đến nay, người chăn nuôi gà tại xã Thái Thủy đã biết thực hành sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học. Cá, cám gạo, ngô, chế phẩm vi sinh đã được sử dụng để tăng sức đề kháng, nâng cao chất lượng thịt cho đàn gà. Em có tỏi đó.
Xã đã có những cái chính sách để khuyến khích phát triển. Thứ nhất là liên kết các tổ hợp tác, các hộ gia đình lại thành hợp tác xã, và sẽ là tuyên truyền để nhân rộng cho tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn có cái điều kiện sản xuất chăn nuôi là coi như đi vào tham gia cái mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Đây là đều là những cái sản phẩm có lợi thế so sánh của địa phương, và trong cái thời gian tới thì sau khi được công nhận là cái sản phẩm OCOP rồi thì cùng với những cái chương trình của quốc gia, của tỉnh triển khai về quảng bá xúc tiến giới thiệu rộng rãi cho người tiêu dùng hiểu rõ thế nào là sản phẩm OCOP, và để mà đạt được sản phẩm OCOP thì sản phẩm cần phải đạt những tiêu chuẩn chất lượng gì, thì chúng tôi tin tưởng rằng là người tiêu dùng sẽ có cái đánh giá tốt hơn, sẽ tin tưởng hơn và có cái lòng tin hơn đối với những cái sản phẩm. Trên cơ sở những thành công ban đầu của hợp tác xã gà đồi Thái Thủy, dự kiến một khu giết mổ kết hợp chăn nuôi với quy mô lớn sẽ được xây dựng tại khu đất này trong năm 2021 bằng chính sự đóng góp của các thành viên hợp tác xã. Trên cơ sở đó, đến cuối năm 2021, hợp tác xã gà đồi Thái Thủy sẽ đưa ra thị trường sản phẩm gà thả vườn đã qua giết mổ, đóng gói, dán nhãn, tự công bố chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh Quảng Bình.